hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 và chương trình Vì một Việt Nam xanh. Hôm qua, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Ban Thường vụ huyện Đoàn Định Quán tổ chức lễ phát động ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư năm 2023. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn phát động đến các cấp bộ đoàn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình phong trào sáng tạo, củng cố và phát triển đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời kêu gọi đoàn viên thanh niên cần có những việc làm cụ thể như vệ sinh đường phố, nơi công cộng, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh, tích cực tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 40 thùng rác trị giá 16 triệu đồng cho các hộ dân tại xã Thanh Sơn nhằm hỗ trợ cho các hộ dân phân loại rác tại nguồn. Ban Thường vụ huyện Đoàn Định Quán trao tặng 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập tại trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Tây Sơn. Sau lễ phát động đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, gồm sơn, sửa ghế đá trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Tây Sơn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tổ chức hoạt động đổi rác lấy quà.